chào tất cả các con. Trước khi chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng ôn tập lại chúng bài đã học. Thầy có hai câu hỏi dành cho tất cả các con. Câu số 1. Để khắc phục nhược điểm và nâng cao hiệu quả khi sử dụng thuốc hóa học, cần đảm bảo các yêu cầu nào? Câu số 2. Khi tiếp xúc với thuốc hóa học trừ sâu bệnh, phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về an toàn lao động như thế nào? Để trả lời được câu số 1, đó là khắc phục nhược điểm và nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc hóa học, tụi con nhớ cho thầy đó là 4 đúng. Chúng ta tuân theo quy tắc 4 đúng. Đó là đúng loại thuốc, đúng liều lượng nồng độ, đúng lúc và đúng kỹ thuật. Còn câu số 2, khi tiếp xúc với thuốc hóa học trừ sâu bệnh, phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về an toàn lao động như thế nào? Tụi con nhớ cái hình này không? Thứ nhất là phải đeo khẩu trang. Thứ hai là đeo kính. Thứ ba là đội nón. Thứ tư là phải có găng tay. Thứ năm là phải có ủng. Thứ sáu phải lưu ý hướng gió. Chúng ta phải xịt thuốc làm sao nào? Phải theo xuôi theo chiều gió chứ không được ngược theo chiều gió. Nhớ điều đó. Và tụi con biết rằng làm đất, bón phân lót là khâu đầu tiên của quy trình sản xuất cây trồng. Làm tốt khâu này sẽ tạo điều kiện cho cây trồng phát triển tốt ngay từ khi mới gieo hạt. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ bước vào qua chương số 2, đó là quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt. Và quy trình đầu tiên đó là làm đất và bón phân lót. Tụi con quan sát hình cho thầy, chúng ta có hình của hai thửa ruộng đã được cày và thửa ruộng chưa được cày. Tụi con quan sát. Rồi chúng ta thấy rằng chúng ta có 3 nội dung để chúng ta trả lời. Thứ nhất là tình hình cỏ dại cho con thấy như thế nào. Đối với thửa ruộng đã được cày và thửa ruộng chưa được cày. Thứ hai là tình trạng đất như thế nào. Thứ ba là khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng như thế nào. Và thứ năm là cái sâu bệnh, cái vụ trước nó còn tồn tại như thế nào. Chúng ta quan sát. Thì tụi con thấy rằng đối với thửa ruộng được cày bừa đó thì tình hình cỏ dại làm sao nó ít. Còn thửa ruộng chưa được cày bừa nó nhiều. Còn tình trạng đất là nó tơi xốp. Nó có nhiều khe hở để không khí đi vào. Còn bên này là đất cứng. Rồi khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng tốt. Còn bên này khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng rất là kém. Rồi cuối cùng là tình hình sâu bệnh tồn tại thì là ít. Tại sao? Vì người ta quá trình làm đất, chúng ta học bài số 13, bài trước rồi, cái chủ đề sâu bệnh hại cây trồng và các biện pháp phòng trừ đó. Thì chúng ta thấy là sau khi mà chúng ta làm đất như vậy thì chúng ta cũng là một động tác cho dùng biện pháp canh tác để phòng trừ sâu bệnh. Nên bởi vậy sâu bệnh tồn tại ít. Nhưng mà đối với thửa ruộng chưa được cày bừa thì đương nhiên là sâu bệnh tồn tại sẽ rất là nhiều. Bởi vậy con thấy là làm đất để nhằm mục đích gì? Đó là một là mã cho con tìm hiểu đó. Thì làm đất để làm mục đích đó là làm cho đất tơi xốp, thoáng khí, tăng khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng, diệt trừ cỏ dại và mầm mống sâu bệnh. Tụi con nhớ có hai mục đích để làm đất nha. Đó là làm cho đất tơi xốp, thoáng khí, tăng khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng, diệt trừ cỏ dại và mầm mống sâu bệnh. Các công việc làm đất chúng ta gồm những cái gì nào? Thứ nhất là cày đất, chúng ta tìm hiểu về cày đất. Tụi con quan sát hình cho thầy. Và chúng ta trả lời câu hỏi. Hãy cho biết công việc cày đất là làm như thế nào và có tác dụng gì? Tụi con nhìn hình á. Nó thấy nè, cái cày, con trâu đang kéo cày. Còn bên này là kéo cày bằng cái máy ha, nhưng mà người ta phải đẩy. Nhưng mà sử dụng bằng động cơ hoặc bằng cái cũng là bằng máy cày rồi đó, máy cày nhỏ. Thì thứ nhất là công việc cày đất là làm cho đất tơi xốp, tác dụng chính của nó làm cho đất tơi xốp, thoáng khí và vùi lấp cỏ dại. Thì người ta sẽ dùng lưỡi cày, người ta cắm xuống đất và người ta làm sao, người ta xới đất lên. Đó là công việc cày đất là như thế. Rồi cái hình thứ hai của con coi là bừa và đập đất. Cái lưỡi bừa nó khác với lưỡi cày nha tụi con. Lưỡi cày nó cứng, còn lưỡi bừa tụi con thấy là sao? Nó gồm nhiều răng cưa. Và cái khả năng đất là nó
nó mềm, còn kia là họ cày được những đất cứng luôn đó. Còn đập đất là đập nhỏ đất ra, thì bởi vậy đâm ra là tác dụng nó là gì nào? Nó làm nhỏ đất, thu gom cỏ dại, trộn đều phân và san phẳng mặt ruộng. Đó là cái tác dụng của bừa và đập đất. Còn thứ ba là lên luống. Tụi con thấy là đó, xe đang lên luống rất đẹp ha, những luống đó. Bởi vậy nên tụi con thấy là người ta đặt câu hỏi cho mình là tại sao là phải lên luống. Thì tụi con thấy người ta lên luống nó là gì? Thì là dễ chăm sóc, rồi chấm ngập úng, tại sao? Nó cao mà. Rồi tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng và phát triển. Khi tầng đất nó dày đó thì cái điều kiện cây sinh trưởng và phát triển nó tốt hơn. Và thường lên luống là dành cho những loại cây nào đó. Chúng ta nhìn thấy đặt câu hỏi là tại sao phải lên luống, rồi lên luống thường áp dụng cho những loại cây nào? Những cây ngô, khoai, sắn, đậu vân vân, và những cái gì rau xanh, nói chung là gì nào, là những nông sản, những cây hoa màu. Bởi vậy chúng ta nhớ là tại sao chúng ta phải lên luống, để dễ chăm sóc, rồi chấm ngập úng, tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng phát triển, và áp dụng cho những loại cây nào cũng là ngô, khoai, sắn, đậu vân vân. Rồi cái quy trình lên luống nó gồm có những quy trình nào? Thì tụi con nhớ là thứ nhất là xác định hướng luống. Thứ hai, xác định kích thước luống. Thứ ba là đánh rẫn, tạo rẫn á, kéo đất, tạo luống. Và cuối cùng là làm phẳng mặt luống. Chúng ta nhìn như vậy nhưng mà quy trình của nó là không có đơn giản đâu. Những người mà nông dân họ phải lành nghề, họ quen thì họ mới làm được. Đầu tiên phải xác định hướng luống, rồi xác định kích thước của luống, rồi đánh rẫn, kéo đất, tạo luống, làm phẳng mặt luống đó. Bởi vậy chúng ta cái phần lên luống này con hiểu nó thì ba vấn đề. Thứ nhất là tại sao phải lên luống, áp dụng cho những loại cây nào và quy trình nó như thế nào, được chưa? Và cái kỹ thuật lên luống tùy thuộc vào yếu tố nào, đó là địa hình, kích thước, hướng luống, độ cao, loại đất và loại cây, nhớ cho thầy. Rồi chúng ta coi chúng ta đang cày bừa đây đó, thì thứ nhất là bằng hai phương tiện. Thứ nhất là phương tiện thủ công, nó dùng con trâu. Con trâu đi trước, cái cày theo sau, nhớ ha. Này là cái bừa đó. Rồi đây phương tiện cơ giới có hai loại, loại nhỏ và loại lớn, loại cải tiến lớn bằng xe đó. Còn đây là cũng vậy, người ta lên luống là không phải là, tại vì cánh đồng rất là lớn mà người ta sử dụng thì bằng máy, đó là gì? Phương tiện hiện đại. Rồi thì tụi con thấy là thủ công nè, rồi cơ giới hiện đại, thì tụi con hãy nhìn thế này và cho biết ưu nhược điểm của mỗi loại phương tiện. Thực sự ra chúng ta phải có con nhìn thấy là trời, tại sao thời buổi này là sao lại phải phương tiện thủ công? Thời buổi này là thời buổi hiện đại đúng không? Phải dùng phương tiện cơ giới hiện đại, nhưng mà tại sao phải dùng phương tiện thủ công hoặc là phương tiện cơ giới? Còn bây giờ là hiện đại, tại sao như vậy? Thì đương nhiên mỗi một cái phương pháp nó có ưu nhược điểm của nó. Giờ mình tìm hiểu. Thứ nhất là phương tiện thủ công, giá thành thấp, dụng cụ đơn giản, các con thấy không? Tại vì những cái mà nơi mà những nông dân người ta không có nhiều vốn, sao ta đầu tư được máy lớn? Do đó là phương tiện thủ công của nó là đương nhiên ta phải dùng thủ công thôi. Thì ưu điểm là gì? Giá thành thấp và dụng cụ đơn giản. Còn nhược điểm đó là chậm và tốn công rất là nhiều, lâu. Bởi vậy áp dụng cho những loại ruộng nhỏ, đất nhỏ và hẹp. Tụi con nhớ nha. Những vùng ruộng bậc thang là con thấy hẹp như vậy, không thể nào dùng máy cải tiến được, lao xuống vực làm sao? Ruộng bậc thang đó. Nên phải sử dụng là gì? Thủ công. Đó. Nó phải tùy theo địa hình, và tùy theo cái kích thước của đất, cái diện tích của đất, rồi phụ thuộc vào kinh tế của người nông dân, vốn người nông dân nữa. Rồi về phương tiện cơ giới, là gì? Ưu điểm là làm nhanh, ít tốn công, cày bừa sâu, cải tạo được đất. Nó nhiều cơ. Rồi nhưng mà cái nhược điểm là giá thành cao, phải có dụng cụ máy móc phức tạp. Thứ nhất giá thành cao, ta phải có tiền, có vốn. Và thứ hai là phải biết sử dụng máy móc để sao nó phức tạp. Rồi cùng là bón phân lót. Thì tụi con thấy là ở bài phân bón, là cái chủ đề phân bón chúng ta đã tìm hiểu qua bón phân lót rồi. Thì bón lót, thời kỳ bón lót đi, là bón trước khi gieo trồng. Để những cái động tác bài ngày hôm nay học là những động tác chúng ta làm trước khi gieo trồng, chứ không phải là trong khi gieo trồng hoặc sau khi gieo trồng, là trước khi gieo trồng. Thì bón phân lót là bón trước khi gieo trồng, được chưa? Thì bón phân lót là bón khi nào? Đó, ta ôn lại một chút và thường sử dụng những loại phân gì. Thì thứ nhất là bón trước khi gieo trồng, ta học chủ đề phân bón rồi. Và thường sử dụng phân hữu cơ hoặc phân lân. Vì sao vậy?
chúng ta thấy là chúng ta ôn lại bài phân bón một chút là gì? Ít tan, thấy chưa? Hoặc là lâu tan. Đó. Nó phải có thời gian thì mới phân hủy được. Do đó là người ta phải bón trước khi gieo trồng. Nên thường sử dụng là gì? Là phân hữu cơ hoặc là phân lân. Rồi tụi con nhìn hình cho thầy, quan sát hình và cho biết quy trình bón phân lót. Thứ nhất là rải phân trên bề mặt ruộng hay theo hàng, theo hốc cây. Rồi tiếp tục là cày bừa lấp đất để vùi phân xuống phía dưới. Con nhìn thấy hai hình ha. Thứ nhất là người ta rải phân trên mặt ruộng, thấy chưa? Và sau đó là cày bừa hay lấp đất để vùi xuống dưới, chứ không phải chúng ta để lên trên tình hình như vậy. Người ta phải đầu tiên là rải trên đá rồi gì? Cày bừa lấp đất để vùi phân xuống dưới. Đó. Vùi để làm chi? Để tạo cho phân nó nhanh phân hủy. Và khi chúng ta tưới nước vào thì nó mới, các chất dinh dưỡng nó mới hòa tan được và nó tạo dinh dưỡng cho cây hấp thụ. Rồi trước khi kết thúc phải có những bài luyện tập để chúng ta ôn lại một chút. Thứ nhất là làm đất có tác dụng gì? Câu A, làm đất tơi xốp, làm cho đất tơi xốp thoáng khí. Câu B, diệt trừ mầm mống sâu bệnh cải tạo đất, làm cho đất bằng phẳng đẹp. Rồi câu D là cả A và B. Vậy chúng ta chọn câu nào câu đúng? Đó là cả A và B. Vậy làm đất có tác dụng là gì? Đó là làm cho đất tơi xốp thoáng khí, diệt trừ mầm mống sâu bệnh và cải tạo đất. Rồi một cái luyện tập thứ hai là cậu còn hay ghép cột A với cột B cho nó phù hợp. Cột A và cột B. Cột A là 1, 2, 3, cột B là ABC. Chúng ta ghép 1 với A, với B, với C gì đó. Để làm sao cho hợp lý. Đó vậy thôi. Rồi đầu tiên là cày đất. Thì cày đất để làm gì nào? Đó là làm cho đất tơi xốp và thoáng khí. Bừa và đập đất là làm cho đất nhỏ và thu gom cỏ dại. Và lên luống là để dễ bón phân. Và tụi con thấy ha. Rồi cái bài số 3. Thế nào là cày ải? Tụi con nghe thấy lạ không? Cày ải là cái gì? Tại vì khi tụi con nghe từ là cày ải. Tại cày ải là gì? Tiến hành cày khi đất còn ẩm. Sau đó đất được phơi khô. Khi tháo nước vào, đất vỡ vụn nhanh. Có nghĩa là sao? Đất còn ẩm là người ta cày. Và sau đó người ta phơi khô. Và khi bởi vậy nên khi lúc nào người ta đưa nước vào thì đất nó sao? Nó vỡ vụn rất là nhanh. Đó là như thế. Nên người ta gọi đất tiến hành cày ải là như vậy. Rồi thế nào là cày dầm? Cho chúng ta hai cái từ này, nhiều khi hai cái từ vựng này thì khi chúng ta không hiểu đúng không? Bây giờ chúng ta hiểu là cày ải và cày dầm. Thì cày dầm là thường áp dụng những nơi đất trũng nước không tháo cạn được. Là khi mà để nước vào chúng ta tháo ra đó. Còn đây không tháo cạn được thì là cày dầm. Vậy thôi. Rồi tiến hành thầy nhắc lại ha, cày ải là gì? Cày ải là cày khi đất còn ẩm. Rồi sau đó đất được phơi khô. Thì không cây khô xong rồi ta bỏ nước vô đúng không? Mà khi tháo nước lại đất vỡ vụn ngay. Thế thôi. Rồi tụi con thấy là theo em cày ải hay cày dầm cách nào tốt hơn? Vì sao? Thì cày ải nó tốt hơn vì đất được phơi khô và diệt trừ được mầm mống sâu bệnh. Thì ông bà ta có một câu tục ngữ như sau là cày ải hơn rải phân. Cái tục ngữ Việt Nam mà người ta nói về là cái quy cái túc lại những cái kinh nghiệm sản xuất của ông bà ta hay lắm. Thấy chưa? Nên người ta hay... Tại vì người ta nói dài người ta chẳng hiểu như thầy giảng cho tụi con nhiều và nhiều khi tụi con lại không có hiểu. Nhưng mà khi mà muốn câu đơn giản giống như câu hình chú đó tụi con thấy hiểu ngay, đó là cày ải hơn rải phân. Bởi vậy ta biết là cày ải nó tốt hơn. Tại sao vậy? Vì đất được phơi khô và diệt trừ được mầm mống sâu bệnh. Rồi chúng ta kết thúc bài ngày hôm nay. Thầy hướng dẫn về nhà như sau. Nhất là học bài 15 và trả lời các câu hỏi trang 38 sách giáo khoa. Rồi đọc trước bài 16 là tìm hiểu thế nào là thời vụ gieo trồng. Rồi căn cứ để xác định thời vụ gieo trồng. Rồi tìm hiểu các thời vụ gieo trồng nước ta ở địa phương của em. Nói chúng ta chú ý ba câu hỏi đó. Và nhớ là tụi con làm bài ở trên lớp học kết nối, làm bài trắc nghiệm. Rồi, chào tụi con. Bài chúng ta đến đây là kết thúc.